Xin chào các bác nhá. Đấy, cái tép leo tháo thùng bãi này số lượng bây giờ còn lại rất là ít rồi các bác nhá. Đấy, tại vì cái lô này là cái lô full 30 hàng xịn ở bên kia, nhưng mà cái nó bị ngập nước các bác. Nó bị ngập nước, màng của nó bị mủn hết. Nó ngập đến đây, nó bên kia người ta tả nó ngập đến nửa loa này. Màng bát là hỏng hết rồi. Thế là người ta thanh lý. Thì em mua được cái đống củ tép này về. Đấy, anh em nào mà mua về cứ thay vào, nếu mà bảo không hay thì giả lại em hoàn lại tiền 100% nhá. Cách thay nó rất đơn giản đấy các bạn. Sáng nay có mấy bác hỏi em là thay nó như nào. Thì tất cả các cái loa của các bác nhá, cái loa của các bác mà đang có tép từ neo hoặc là từ thường, mà cái côn của tầm 44 đổ lại đấy. Đấy, côn 44 đổ lại ấy, thì tất cả cái phễu đấy là nó đều vừa với củ tép là hết các bác nhá. Nó vừa với củ tép là hết. Đây em cũng tháo ra, em thay mấy cái ở nhà em để em chơi đây. Đấy, nó chỉ có hai con ốc ở trên này thôi. Nó có hai con ốc ở đây thôi. Các bác về tháo cái phễu, cái tháo cái củ tép cũ của cả nhà các bác ra, xong đút cái củ này vào. Vặn hai cái con ốc lại và xong nhá, rất là dễ. Đấy, thế là đã có một con tép neo xịn rồi. Các bác cứ về nghe thử một bên nọ bên kia xem, chất âm của cái con này nó khác hoàn toàn luôn. Tại vì nó là tháo thùng ở cái loa full 30 hàng cao cấp rồi nhá. Đấy, hàng trên 10 triệu một đôi đấy. Những cái mà loa tép tháo thùng như này thì thật sự là không phải lúc nào nó cũng gặp được. Có khi cả mấy năm cũng chả gặp được một lần ấy. Đây là nó bị ngập nước, nó chán, nó tháo ra, nó thanh lý. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé. 1.400.000 một cặp, em bao ship cho các bác chơi. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.